không có thông báo phá rỡ, nhưng vẫn tự ý phá rỡ rồi xông vào lô đất đang xây dựng công trình tại ô đất TH1, bắt giữ người mà không nêu lý do. Bắt giữ người rồi đưa người bị bắt giữ lên xe biển trắng đi lòng vòng rồi mới đưa về trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm. Đó là những hành động vô cùng khó hiểu của một nhóm khoảng 30 người tự xưng là công an quận Bắc Từ Liêm, khiến dư luận vô cùng bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn. Cụ thể, sáng ngày 2 tháng 8, một nhóm người khoảng 30 người, trong đó hơn nửa là không mặc quân phục của lực lượng công an nhân dân, đã tự ý bố trí lực lượng chặn hai đầu đường lô đất TH1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để cắt phá cổng số 1 của lô đất TH1, mặc dù các cổng khác của lô đất vẫn đang mở. Theo thông tin đăng tải trên một số cơ quan thông tấn báo chí, lý do để cắt phá cổng số 1 của lô đất TH1 là để giải cứu 4 cán bộ nhân viên trường trung học và trung học cơ sở Pascal bị bắt giữ tại lô đất TH1 theo trình báo lúc 10h30 ngày 2 tháng 8. Thế nhưng theo camera an ninh ghi nhận, vào 10h39 ngày 2 tháng 8 năm 2019, khi công an Bắc Từ Liêm đang phá cổng giải cứu, người được cho là đang bị bắt giữ, bà Nguyễn Hồng Linh lại đang dạo quanh nơi giải cứu chính mình ở cổng 3, nơi cửa cổng đang mở và cũng không ai cản trở việc giải thoát của bà Linh. Dựa trên camera ở cổng số 3 chúng tôi ghi lại được, vào 10h39, chị Nguyễn Hồng Linh sinh năm 1992, người mà trong thông cáo báo chí của công an nói là đã được giải cứu, đúng không ạ? Thì 10h39 trước khi tôi đến, thậm chí còn trước khi tôi đến, mà họ cắt khóa thì phải 15-20 phút nữa, lại xuất hiện ở cạnh cổng 3. Lúc đó cổng đang mở, không hề có một ai xung quanh chị Linh để cản trở cái việc chị giải thoát cả. Lại thêm một tình tiết nữa là đến ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 thì các nhân viên Pascal và các bảo vệ Pascal đã quay về lại phòng làm việc nơi mà họ kêu là họ bị giam giữ. Vậy thì tôi tự hỏi là ở đó có gì tình cảm và gắn bó để mà sau khi mà họ bị bắt cóc, đứng ở ngoài cổng rồi mà vẫn còn không chịu đi, phải đợi công an phá cổng. Mà thực tế cổng này chúng tôi đã có công văn thông báo là sẽ khóa để thi công phòng cháy chữa cháy. Thực sự là tôi không hiểu vì sao các đồng chí công an cũng như là cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thể rất là nôn nóng, rất là nhiệt tình, mà lại chỉ dựa trên một cuộc điện thoại báo 113 mà đến 30-40 lực lượng cảnh sát chặn đường 150 m, giải tán 300-400 học sinh ở trường bên cạnh. Vì một vụ gọi là dân sự thiếu căn cứ, cố gắng đập cổng 30 phút mặc dù cổng kia mở từ đầu. Được biết, ngày 29 tháng 7, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam, với tư cách chủ sở hữu và sử dụng lô đất TH1, đã gửi công văn số 94 CVTDS đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 1, ban lãnh đạo trường Pascal về việc tới ngày này vẫn còn một số nhân viên Pascal ngủ đêm tại ô đất TH1, yêu cầu nhân viên trường phải di rời khỏi nhà tại ô đất TH1. Ngày 29 tôi có đơn gửi ra phường và gửi lên quận, công an quận về việc đề nghị công an hỗ trợ tôi cho việc hai nhân viên của Pascal là một nam một nữ liên tục ngủ lại đây. Đấy, liên tục ngủ lại về lại cái phòng của tòa nhà và gây rối ở đây, cho nên tôi yêu cầu là phải ra khỏi tòa nhà. Khẳng định với báo chí, bà Nghiêm Nhật Anh, người đồng sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam, không có chuyện chống người thi hành công vụ trong vụ việc nêu trên. Khi tôi đến cổng rồi, và không phải là cổng mà xảy ra sự việc mà là một cổng khác, cổng mà tôi đến là cổng 3 và cổng mà bị phá là cổng 1. Khi tôi đến cổng 3 rồi thì các đồng chí công an không cho tôi vào. Sau đó tôi nói với đồng chí công an đó là tôi là cổ đông, thì sau đó đồng chí đó cho tôi vào. Khi tôi vào đến nơi rồi thì tôi chạy đến cái cổng 1. Dựa trên cái đoạn quay trong camera của tôi chứng minh được là lúc đó hoàn toàn không có sự việc gì xảy ra cả. Tôi chỉ đang quay việc có những cái đồng chí đội mũ phòng cháy chữa cháy và đang thực hiện việc cắt cổng. Được khoảng 4 giây thì camera, cái đoạn của tôi quay thể hiện ngay là tôi đã bị quật xuống đất. Tôi xin khẳng định từ lúc tôi có mặt đến lúc tôi bị bắt và cho đến lúc tôi về đồn, tuyệt đối tôi không có bất kỳ một lời nói mang tính chất xúc phạm. Tôi không hét to, tôi không... gọi là trách móc, không chửi rủa, cũng không hề tấn công và cũng không hề chống đối. Và bên cạnh đó tôi cũng chỉ muốn nói rằng không có một đồng chí nào đứng ra giới thiệu và giải thích sự việc đang được diễn ra là gì. Và tôi cũng không hiểu vì sao khi tôi đi vào được đến hiện trường là tôi đi vào cổng 3 là một cổng rõ ràng là đang mở, mà lại được chứng kiến sau đó khoảng 15 phút nữa là các đồng chí tiếp tục phá cổng của tôi. Nếu mà mục tiêu mà như các đồng chí đưa thông cáo báo chí là để giải cứu người, tại sao lại chọn cách lâu nhất? Khi mà tôi đã bị còng tay, tôi bị còng tay chứng kiến công an cắt cổng của nhà tôi trái phép. Sau đó thì tôi cũng như là chú Hà, người đã bị, hoặc là khi tôi đến thì chú Hà đã bị khống chế rồi. Tôi và chú Hà được 3 thanh niên mặc thường phục, cũng như là 3 thanh niên mà áp tải tôi xuống đất cũng như đạp tôi khi tôi nằm úp đều không hề mặc đồng phục công an. 3 thanh niên đó mặc thường phục nhét tôi và chú Hà vào một xe biển trắng là Mazda đỏ đấy, biển là 30F48180. Và đã có những giây phút tôi nghĩ là mình bị bắt cóc, vì thực tế xe di chuyển đến đầu Hoàng Quốc Việt cắt Phạm Văn Đồng thì lại rẽ phải. Lúc đó tôi nghĩ là đang lên công an phường, nhưng đến đoạn công an phường ở đoạn Megamart lại quanh đầu đi lại ngược lại. Nên lúc đó tôi thấy là cái lộ trình nó rất là đáng nghi và tôi không hiểu là cụ thể thế nào. Vì nếu muốn rẽ trái là rẽ luôn được từ Hoàng Quốc Việt. Vì vậy là lúc đấy tôi rất sợ và tôi nghĩ là có khả năng lại còn là bắt cóc. Vì xe thì là xe biển trắng, người thì là mặc thường phục. Chúng tôi nói thật là chúng tôi vô cùng đau khổ và thất vọng về những cái hành động. Thứ nhất là dã man, nhục hình đối với con tôi và đối với những người già. Ở đây còn một anh bảo vệ là sinh năm 54, năm nay anh mới 60 mấy tuổi. Là 67 tuổi đúng không ạ? Và một cô mới bị mổ là cô Liên sinh năm 60 và một cô nữa là cô Hồng sinh năm 63. Toàn phụ nữ và người già trong nhà mà lại coi như đây là những người bắt cóc con tin, thì đây là một câu chuyện nực cười giữa cái thời công nghệ 4.0 này. Trao đổi vấn đề này với luật sư Hoàng Văn Doãn, văn phòng luật sư Hoàng Hưng cho rằng trong tình huống này cần phải xác định có ai bị bắt giữ tại trường không mà giải cứu và giải cứu ai? Những người này có phải bị giam giữ ở đó hay không? Nếu công ty TDS đã có văn bản thông báo cho chính quyền, phường, quận nắm việc có nhiều người lạ ở sinh hoạt tại địa điểm TH1 thì làm sao có chuyện giải cứu ở đây? Nếu không có thì thời điểm đó lực lượng chức năng xuống giải cứu có được xem là thi hành công vụ hay không? Vào ngày mùng 2 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm lấy lý do rằng là có bắt giữ người trong đó để đến để giải cứu, đưa tới khoảng 30 cán bộ chiến sĩ công an đến đây chặn đường, chuẩn bị các công cụ phương tiện để phá một cái cổng mà cái công ty TDS đã khóa để phục vụ cho công tác xây dựng, mà không đi vào các cái cổng đang mở, thì đây nó là một vấn đề cần phải được xem xét. Lý do tại sao này cái cổng có đã không đi mà cứ phải tập trung vào chặn đường và phải phá bằng được cái cổng mà người ta đang khóa, thì đây chúng ta cần phải xem xét nó vì mục đích gì. Chúng tôi được biết đấy thì là có cái sự tranh chấp, của giữa công ty TDS cho bà Phương và bên công ty cho bà Dung về chỗ này. Cho nên cái việc làm này chúng ta xem nó khách quan không. Báo 113 về đang bắt giữ người ở trong cái công ty này, thì thực ra trong công ty này hoàn toàn không có sự bắt giữ ai. Bởi có thấy là ai bắt ai, nên là môi trường giáo dục ai bắt ai và hậu quả cái người bắt nó là đâu. Thế còn nói báo 113 thì 113 chưa thấy, nhưng cơ quan điều tra của đấy chúng tôi thấy rằng là đã có mặt ở đấy. Trong các clip mà đã quay lại thì tôi nghĩ rằng là nó rất rõ vấn đề này, thực hiện những cái hành vi như thế nào để phá bằng được cái cổng này, đấy nó là một vấn đề. Đúng không ạ? Cho nên là cái này cũng phải được xác định. Ai gọi đến, gọi giờ nào, nó phải có nhật ký trong điện thoại, số máy chỗ nào, đúng không ạ? Và cái sổ tiếp nhận vụ việc của cơ quan 113 nó là thế nào? Ai tiếp nhận? Thì khi phá cái cổng này, phá bằng được cổng này vào thì cái việc bắt giữ Nghiêm Nhật Anh là một phụ nữ nhỏ bé thôi, người đã có ăn có học đàng hoàng, là con người có văn hóa, tôi được biết tiếp xúc, tôi biết. Thì Nghiêm Nhật Anh chỉ là đến đấy là cổ đông của công ty thì đến đây thôi. Thì khi đến nơi một cái là bị đè bắt ngay, đè cổ xuống mà bao nhiêu như ông to đực lưỡng như thế đè xuống bắt, giận nên người ta khóa tay đưa lên xe. Thì tôi nghĩ cái này là cái rất là xét về góc độ thì cái tương quan về cái sức lực để mà chống đối cái này thì hoàn toàn không có. Mà nếu nói về vấn đề chống người thành công vụ thì cái hành vi công vụ đó, cái thực hiện hành vi công vụ là ai thực hiện theo quyết định nào, đúng không ạ? Cái công vụ nó như thế nào thì cái này có được công bố rộng rãi để mọi người biết rằng chúng tôi đang thi hành công vụ, mọi người không được chống đối không? Thế mà ai là người chống đối? Với cái việc chống đối người thi hành công vụ có để chống đối thì rõ ràng nó phải để nặng hậu quả tác hại. Hậu quả tác hại cản trở cái gì, hoặc là người bị chống, bị thương tích hay thiệt hại cái vấn đề gì, thì cái này nó cũng không có. Nhưng khi bắt như thế, khóa một con người tự dưng bắt như thế, đưa lên xe như thế, một người bé nhỏ như thế, một người phụ nữ như thế, chúng tôi cho rằng cái này nó không tương quan về cái vấn đề đáng phải như thế chưa. Nếu như có vi phạm, nhưng thực ra khẳng định rằng Nhật Anh nó không vi phạm vấn đề này. Nó bắt như thế. Được biết vào ngày 4 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam cũng đã gửi đơn phản ánh về việc phá hoại tài sản hợp pháp của công dân, bắt giữ người trái luật tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bí thư, Chủ tịch thành phố Hà Nội cùng nhiều cơ quan ban ngành có liên quan. Liên quan đến vấn đề này, báo điện tử Tầm Nhìn cũng đã liên hệ làm việc với Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm để làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.